Alo cả nhà. Mình mua sữa đậu nành này. Bữa đêm uống. Tại vì cái ban đêm hơi được uống sữa thì giờ hơi không uống thuốc á. Sữa đậu nành là có nhiều protein. Uống để chiến đấu. Ăn cái bánh roti này cả nhà. Có chuối là trứng. Hôm nay kể cho cả nhà một cái câu chuyện nha. Thiệt ra là một cái câu chuyện nó cũng khá là hay, tại vì nó không phải là nói về Huy cho nên nó mới hay. Tại vì mình nói về mình đó thì sẽ không thể nào là hay được, nhưng mà nói về người khác, kể về người khác cho mọi người thì Huy nghĩ là nó sẽ hay hơn là mình kể về mình. Đèn hơi tối nha cả nhà. Nói chung là như thế này, vừa ăn vừa kể chuyện nha cả nhà. Thì mấy bạn mà làm quen với Huy á, Huy hơi đều nói là Huy không có được an toàn á. Thì nói vậy á, thì hôm nay á thì Huy đi lang thang ngoài đường thì vô tình gặp một cái bạn mà làm quen Huy, thì cái bạn đó cứ nói chuyện muốn gặp Huy. Thì cũng nói Huy là một cái người không có được an toàn á. Thì cái bạn đó, bạn cứ nói là không sao tôi, bạn cứ nói xạo kiểu gì đó lạ lắm. Tại vì sau khi bạn nói tôi có uống thuốc, ấy là tôi có uống cái thuốc dạng như cái thuốc red đó, để cho ấy đó, để cho dạng như là cái thuốc đó là để cho phòng chống an toàn kháng lại cái con virus đó, nhưng mà thiệt ra là bạn không có uống. Bạn cứ giao là bạn không có uống. Do bạn nói tiếng Thái cũng rành, thì ra bạn là người nước khác, cho nên là bạn cứ muốn nói chuyện gặp nhau. Ai ngờ là nói chuyện hồi hơi đi lang thang thì nói chuyện, đi bộ nói chuyện đó, thì thấy hơi thấy bạn không có, cũng không có uống. Bạn cứ nói lặp lại lặp lửng, xong cuối cùng á đi hồi cái nhìn lên tay bạn mọi người, cái tự nhiên mới thấy chấm 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 mà bạn làm trong một cái quán nước nha, chấm 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 mà bạn đi nói cho họ bạn nghĩ gì vậy, bị như vậy. Cái Huy cũng sợ nha, mặc dù Huy là cái người không có an toàn, nhưng mà mình chưa có, gọi là mình chưa có bị những cái tổn thương nhiều như vậy. Thì cái bạn nó bị chấm 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 mà nó bị dạng như bị lưới sao á. Huy nó tôi sợ nha, mặc dù Huy cũng là cái người mà có bệnh, nhưng mà Huy nhìn Huy sợ. Mà Huy nhìn Huy sợ, nhưng mà Huy lại thấy tội nghiệp bạn đó quá. Huy nhìn thấy cái hình ảnh của mình đó, mình bạn nói chứ, Huy nói cho bạn bạn phải đi bác sĩ. Thì bạn trên cái lúc mà đi, bạn nói tôi sẽ đi gặp bác sĩ, ý là bạn cứ nói những cái điều gì á, dạng như bạn muốn tâm sự với mình, bạn cũng không dám nói. Còn Huy là Huy nói trước với mọi người hết trơn á, ý là ai muốn Huy, Huy nói trước. Còn cái bạn này là bạn đang bị giải, mà bạn cứ kiểu là bạn không có chia sẻ với mình, mà lúc gặp thì mình nói mình là cái người không an toàn, bạn cứ muốn nói chuyện và gặp mình.
mình đang đi vô đình, vô tình thôi mình gặp, mình mới gặp lại, gặp là cái bạn nó e thì đây là bạn nói chuyện với mình, cái nói chuyện với mình trên mạng thôi, hiểu không? Cái tôi nói bạn ơi, bạn phải mạnh mẽ lên, bạn bây giờ cái gì cũng có thuốc hết đó, bạn uống, bạn mua thuốc bạn uống để cho những cái này nó mất đi. Sao cái bạn nó mình dẫn tôi đi, thôi thôi mình đâu có dẫn được, mình mới gặp bạn đâu không sợ, mình nói mình đi giờ tại dù mình cũng là người đó, nhưng mà hồi giờ là hơi đi một mình hết trơn rồi, đâu có ai dẫn, thôi chỉ có một cái lần đi khám mắt đó, là cái bệnh viện nổi tiếng đó, là người ta nói là phải có người đi theo chứ không có được, là chứ không là không có cho vô luôn, cho nên hơi mới hơi rối hơi mới tôi mới gặp một cái người bạn mà hơi cũng giận người ta, nhưng mà cái người đó cuối cùng cũng ngại dẫn đi, nên như chồng bạn mới dẫn đi, cho thiệt ra là đó giờ là hơi đi một mình hết trơn á. Mà cái bạn này á, bạn tội nghiệp bạn là bạn bệnh vậy mà bạn phải đi làm, còn Huy á bạn phải đi làm cực này nọ rồi mọi người, mà Huy làm ở trong quán nước rồi mà cái tay bị vậy, ví dụ mọi người chưa phát bệnh hay là gì, nhưng mà Huy không biết là bạn bệnh gì nha, nhưng mà á là tự nhiên chấm 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 là Huy hoảng loạn Huy sợ. Huy nói bạn ơi bây giờ bị gì cũng vậy hết, ngay cả bị cái bệnh hắt gì đó thì là nó cũng có thuốc để cho nó không có bị gọi là cái thuốc để cho nó cưỡng là cái ức chế, gọi là ức chế chứ không có chữa trị được, không có chữa trị được nha, nó chỉ là ức chế và nó không lây lan thôi, nó không lây lan cho người khác để hòa nhập lại cuộc sống trong cộng đồng. Thì Huy nói ủng hộ tinh thần bạn nói gì chứ Huy đâu có có thể nó mà dẫn được Huy, còn nhưng mà Huy thấy tội nghiệp quá, giống như là cái người ta không có dám nói á mọi người, người ta cứ ấp e ấp úng mà người người khác để được có người nói chuyện, để được có một cái người bên cạnh người ta á. Còn Huy á là Huy thấy mình cũng quá trời may mắn, tại vì á là Huy là một cái người không được an toàn, mà Huy lo toàn nói trước mà người ta vẫn gặp và đi chơi ăn uống và gặp rồi mà còn đi kiếm Huy và ủng hộ tinh thần cho Huy. Cái bạn ở Ayutthaya á, bạn vẫn đi kiếm, bạn vẫn nói chuyện với Huy mỗi ngày, bạn Huy thấy tội nghiệp bạn quá à. Nói chung người ta gặp đúng một người như mình để trò chuyện và tốn thời gian với mình thấy cũng tội nghiệp, mà mình thì không có tương lai gì hết trơn. Còn hôm nay á, là gặp một cái người bạn như như vậy á, Huy thấy ở cái tội nghiệp người ta, mà mình đâu có giúp được gì đâu mọi người, mình giúp mình còn chưa được mà sao mình giúp người ta, mà tội nghiệp người ta cũng không có dám nói ra, giống như Huy cũng đôi khi đi đi khám bệnh Huy cũng không ai không. Mà nói chung cái câu chuyện vậy cả nha. Nhưng mà tội nghiệp cái bạn đó, tại vì á bạn đó cũng giống như là ở một mình nơi xứ người, mà ba mẹ thì ly thân, mà nói tôi cũng chưa nói tôi bị sao bạn không nói với gia đình bạn, mà hơi cũng đâu có nói với gia đình này đâu, tôi nói với chị gái thì thôi chứ
Để mẹ coi. Thôi cũng chưa có nói thẳng với ba mẹ coi, chắc ba mẹ biết, nhưng mà nói chung mình cũng không biết mà. Nói chung mình thấy cái đạo nói vậy mình cũng ám ảnh. Nói chung là không biết nữa, nhưng mà mình chỉ biết ôm những cái người bạn mà bên cạnh mình đó, người biết mình vậy á. Giờ thì mình còn chưa còn còn được được chứ mà hơi không biết sau này như thế nào, nhưng mà mình thấy ở cuộc sống nó có nhiều cái loại hạnh phúc, cho dù mình ở một cái tầng lớp hay là ở một cái trạng thái nào thì nó đều có những cái nỗi đau và những cái nỗi vui. Bye bye cả nhà nhé.